លោកស្រីហែមស៊ីណាតជាបេក្ខជនអាយុច្រើនជាងគេដែលបានប្រឡងធ្លាក់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានចាត់ចែងឲ្យលោកសេងទៀងយកថវិកាបាទ10លានរៀលប្រគល់ជូនរបស់លោកស្រីហែមស៊ីណាតសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះការខិតខំរៀនសូត្រស្ទើរតែមួយជីវិតភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ថាសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា បានឧបត្ថម្ភថវិកា10លានរៀលដើម្បីលើកទឹកចិត្តទៅដល់លោកស្រីហែមស៊ីណាតអាយុ56ឆ្នាំជាបេក្ខជនអាយុច្រើនជាងគេដែលបានប្រឡងធ្លាក់សម្រាប់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិឬហៅថាបាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាសម្ដេចបានចាត់ចែងឲ្យលោកសេងទៀងយកថវិកា10លានរៀល ប្រកូលជូនទៅដល់លោកស្រីហែមស៊ីណាតសម្រាប់ជាការលើកទឹកចិត្តចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងបាទប្រឹងប្រែងបាទរៀនសូត្រស្ទើរតែមួយជីវិតលោកស្រីហែមស៊ីណាតអាយុ56ឆ្នាំបាទមកពីភូមិថ្មរមៀលឃុំបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពូខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺជាបេក្ខជនអាយុច្រើនជាងគេ បាទទោះជាមិនបានជាប់ក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបប៉ុន្តែលោកស្រីមិនអស់សង្ឃឹមនោះទេដោយផ្ដាច់ញាបន្តប្រឡងបាក់ជាថ្មីនៅឆ្នាំក្រោយទៀតដើម្បីសម្រេចនៅក្តីស្រមៃជាគ្រូបង្រៀនការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំនេះបេក្ខជនមានអាយុបាក់ក្មេងជាងគេឈ្មោះថាគឹមហុងអាយុ13ឆ្នាំប្រឡងជាប់មេតេស៊ីនិងបេក្ខជនចាស់ជាងគេបាក់គឺលោកស្រីហែមស៊ីណាតអាយុ56ឆ្នាំមកពីភូមិថ្មរមៀលឃុំបន្ទាយឆ្មារស្រុកថ្មពូខេត្តប
nâng cụ tiệm mà nế cùng nâng sở có vị trí lại bề thí âm ra chiệt. Các bà lông sẽ nhạc bắt mà chung mà sắc xa tu rồi dạ phùm bà đục sở mai bà lông buôn thân ủ cho năm bì bọn mà phải bì bà. Nì, bà chọc sơ chùm nôn bà phạm buôn bọn bà phạm buôn rơi hà sập nẹ bà sơ mà nâng chất sập bì phía rồi bà chất xăm sập bì phía rồi bà nế tay ê mên chùm nôn bà mùi bọn bà xung dụng bà bọn bà mùi rơi hà sập bà bọn nẹ nì tay bì mên chùm nôn bà phạm bì bọn bà phạm bì bà phì rồi bà xăm sập bì nẹ nâng nì tay xì mên chùm nôn bà mùi bọn bà bùn rơi bà hà sập bầy nhẹ nâng nịt tế đi miên chùm nún mùi bọn mùi rồi học sập bầm bối nhẹ nâng nịt tế ý miên chùm nún bì bọn bùn rồi hà sập nhẹ. Xong đá đi châu hôn xa ở con tà đo lô cừu nhẹ cừu thân hạ đặc nôm của xung ọp rôm dù bà chuôn nâng cây lá nâng ấn cập hiếp rồi chăng ông bư bước là lùi bà xa mắc sập hiếp giả hạ bọn dù bà chuôn Campuchia để bàn cho rùm rò cà mì thi bà lòng bà có tới đó hiếp chục chây là ọp rò xá hòi miên sơ bà chuộp đo tư chất sập bây phía rồi đầm nà cá. Bà nay xâm nê nê ca bà lông sẽ nhạc bắt mà chung sọc xa tù rìa phúm. Bà 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 tớ ở rìa bê bít ngay cư nửa ngay tì prám. Tì prám mùi khai thân nụ chân năm bì bòn mà phải bì. Miền bày kè chôn cho chung bà lông sở rốc. Bà đọc bì mơn. Bà prám bây bòn, bà mùi rối, bà xám sập rám nè. Bà bông 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 ở bẹp bòn tà nâng át tà bọt ní. Cư xâm tay quát bàn ở chùi tà đo lục sợ. Lúc xảy ra em xin là để quạt mẹ dụ cho anh kia nữa. Hà sắp phẩm mùi xin làm ấy bóng bồn. Cứ quạt tơ bảo lòng bạc đốc đài rơi xa. Cái đây xảy máy bạc quạt nâng. Bà chọn khai dạy cựu bà riêng. Bà bóng bồn chẳng xảy ra nhứng. Quạt bàn ở bà thăm ở thạc vị ca đọc liên đầm bay. Bà lược thực chất bạc quạt đó nữa. Để quạt bằng riêng từ từ mùi chi vật từ hai bóng bồn. Bà tái nơi tại bảo lòng thì lạ tiệt. Đi ở cư chỉ bày cái chôn đài dụ cho anh kia.